Thưa quý vị, chiều nay dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện công tác bầu cử nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ được Bộ Chính trị giới thiệu. Dự hội nghị có đại diện của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Với 100% số phiếu tín nhiệm của các đại biểu có mặt, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kết quả thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu được nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về danh sách nhân sự được Bộ Chính trị giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành thực hiện bầu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương phê chuẩn theo quy định.